Hi, chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi cái game là One Speed Parai Warrior 3. Ok, bây giờ tiếp tục vô Legend. Ở mình chơi hết cái chapter 2 rồi mà mình chơi hết chapter 1 với cái tập 1 của chapter 2 thì hôm nay mình sẽ mình đánh với cái thằng này mà mình cứu được cái con Chopper gì, hình như mình thu phục được con gì á, cái con gì mà trắng trắng. Mua cái mắt nhiều tiền quá không biết làm gì. Mua hết luôn thử coi sao. Rồi đây, bữa nay mình có Chopper vô đội hình rồi, quá ngon. Ý, có Nami nữa. Không biết mình nên chơi Nami thôi, thử coi. Nhưng mà khoan, chơi Nami thì mình phải nâng cấp nữa. Ok, Nami. Rồi, mạng sống tăng lên. Nên cái này để lên attack nè. Đó. Trời, thằng này có nhiều vậy. Trời, thằng này cũng quá trời luôn nè. Đây có 3 ta. Nhỏ này cũng nhiều nè. Luffy. Ok. Kiểu như cộng cái này vô cho nó tăng mấy cái lab là máu nè, attack là đánh nè, defense là thủ nè, còn cái này giống như là cái nộ để mình chơi thiệt chiêu. Đó. Sasso. Nami. Không biết con Nami ở trong League of Legends nó có giống như mấy con trong đây không? Nó không phải là cái con này của cái đợt câu gì à? À mấy anh này này câu trúng cái thằng chim con hai con vịt này. Này cơ nghe nó cũng bá đạo lắm á. Trời, nhìn cái mặt là thấy mưa rồi. Múa bà lê. Nam y kìa. Principles. Rồi. Anh bay luôn à. Mr. 2. Cái thằng này là ở trong một cái thằng đó đó, cái thằng con vịt đó là ở trong một cái nhóm gì đó. Nhóm là nhóm gì ta? Hình như là nó có mấy thằng tên xấu xấu mà không biết, mình có coi One Piece nhưng mà mình quên rồi, không biết nó là cái gì. Hình như là nó có cái thằng nào có khả năng giả dạng. Đó, giả dạng vậy, có cái dấu ít ở trong á là mới là người thiệt, còn mấy thằng kia là người giả hết. Yo. Go in the spot. Sarao Alubana. Bibi to tomo ni araba crocodile no wara ni shikashi sono kan ni. Nami. Defeat crocodile. Nghe một cái giống cá sấu. À, hình như cái này là đánh cái sòng bạc kìa. Không biết phải không? Trời mẹ đi chơi đi. Gì? Chơi luôn. Ồ. Quên. Ủa cái what the fuck kìa. Đây mới đúng nè, trời hèn chi nãy giờ mình kiếm quá trời. Quá lâu quá, quá. Trời, cát không. Đúng rồi, đây là cái sòng bạc kìa. Nami. Vivi là con nào? Thank you.
mình phải đánh cái này nè, ra cho ra mây nè, các mình chẹt vô cái mây nó đánh xét xuống, ủ quá dữ luôn, tuyệt vời. Trời, như con này combo yếu quá. Xét, đó, chỗ nào có mây sẽ biến thành xét, đúng rồi. Cái cây gậy của nó là biến được bong bóng rồi luôn, đó là điều khiển môi trường nè, xét Horror Power. Ơi con này cầm đau bự vậy. Nami đâu rồi, thằng kia đâu rồi, đây nha. Wow, gầm gầm. Xét rồi, quá dữ. Nhỏ này thì nó ham tiền, thích tiền. Rồi có mấy thằng mang cái bơm. Ở con này dịnh múa múa nhức đầu. Đó, đúng rồi. Nè, chạy ra đây. Bong bóng. Điện nè, quá dữ. Giật cái chết hết. Tẹt. Ồ. Mình phải chiếm cái chỗ này mới được. Nó Luffy, không biết nó kết hợp với mấy đứa kia sao ta, để thử coi. Gầm gầm, hôm giờ nay mình chưa có chơi Nami mà mình chơi mấy con kia mà không biết sao mà có Nami có cảnh này nó mới được chọn thôi, chứ còn mấy cảnh kia chưa được chọn. Không được chọn Nami. Úi da. Mẹ nó. Mr. 3 kìa. Mr. 3. Trời nó đá kìa. Có thể nào mà mày đánh một người phụ nữ giống vậy không? Hả? Hả? Là xạo hả mày? Xạo thiệt. Rồi Sanji tới. Trời, chắc tụi bay không chết hết đâu ha. Trời vũ bự. Quá trời bự luôn. Rồi Nami. Quá. Wow. Rồi, đông. Ôi đá văng à. Mẹ tôi. Tôi bị hố biết. Tôn trọng phụ nữ là gì đó. Tôi quýnh cho tôi bị té đái luôn rồi. Mr. 3 đâu rồi? Trời. Ủa Thunder Warning. Gầm gầm. Trời. À trúng kia luôn kìa. Đúng rồi. Xỉn rồi mày. Rồi ha. Chết hết ha. Đừng có nói gì hết á. Chẳng ngày vô đúng rồi. Rồi đông. À đây thằng màu vàng. À con nhỏ này là con nhỏ kiếm á. Có con kiếm á. Con kỳ đi với thằng mốt á. Thằng co khói á. Đúng rồi. À đánh quá nha. Mẹ nó.
điên. Ê, thằng này là thằng nào á? Ôi. Thằng này là thằng nào? Thôi. Quấn phụ nữ. À, ô, có thằng anh của Luffy là thằng A á, lửa kìa, đó. Kết hợp với thằng này mạnh nè. À. Đó. Ú. Ngon. Rồi, chắc không chết hết đâu hả? Ôi sao không trúng con nhỏ kia? Biết im lực à? Quá dữ. Rồi xong. Đúng rồi. Trời, tao đang đánh cái tụi mày đánh nó văng đi chỗ khác vậy sao chết chiêu ba thiệt mấy này hại không phá không hổ được gì. Ờ đây đây rồi nó không được rồi, thằng A mất đi rồi. Trời ơi thằng A đang mạnh mà trời. Hồ Zoro tới. Rồi này chắc không đi hết. Đi hết nè. Rồi, còn một cục mà sao không trúng. Đi nè. Rồi ha. Rồi mấy cái game này có cái mấy kill AOE nó mạnh quá. Trời ơi, đánh ba trụ vô lầm rồi. Ôi, nổ luôn rồi. Thằng quỷ Sanji á, Sanji thì nó mê gái, con nhỏ này đi tới đâu là nó đi tới đó à. Rồi khóc lóc gì nữa, chết hết rồi. Con này không muốn kêu chơi cái kia tầm xa ta. Nè, nè. Diệt hết mấy màu vàng đi. Rồi đánh màu đỏ sao? Vậy nó mới dễ. Màu vàng ít mà mình cứ vô mình diệt hết đó. Ở đây. Sanji. Đó, 3 trong 1 nè. 3 trong 1 nè. Này chắc không chết hết đâu ha. Gầm gầm. Ủa, thì chiêu gì à? Thì chiêu lớp. Đá hình mấy gái vậy đái. Rồi. Ô, oh, nó hiện ra nữa kìa. Quá trời. Rồi nha. Thì chiêu lớp. Hay quá. Diệt được hết luôn. Rồi rớt xuống nữa. Rồi xong. Đi cả làng. Xong rồi. Ăn cái thùng. Cái thùng này đẹp rồi. Ồ đồ ngon. 2000 bê ly. Chạy. Trời ơi mặc váy mà chạy kiểu này chắc
gió tung váy quá trời luôn. Ơi có thằng màu đỏ đó. Xăm chín mày, xăm chín biến liền, tao nói biến liền cho tao. Rồi nha, nó không chết đi. Xung phong. Đúng rồi. Bỏ mấy anh tép đi lại cho tao bay á. Tao đi lên đây. Ơi, ơi. Con Mr. Number One. Này, lì. Ôi da, quá là này đánh number one nè. Tao quýnh mày cho sành chi tin luôn chứ number one. Number one nè. Nè, nè, nè. Trúng rồi, trúng rồi. Ở đâu rồi? Trời, tưởng chúng nó ai về. Xong. Lì, lì, lì. Né ra lì cho tao. Đó, đúng rồi. Đi. Chuyện gì sẽ ra? Oh, they are here. Không có boss. Đây, 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 trong đây. Ôi, cát ở đâu vậy? Thằng này gì đây? À, Rockadine. Nè, ta có Luffy trong người nè. Chèo. Thank you. Chơi. Thunder Warning. No. Anh trời quá dữ. Dằn boss lên luôn rồi. Rồi boss chết queo luôn rồi. Rồi boss nản vậy. Rồi nó không có người nào hết. Xong. Thunderbolt Tempo. Bản nhạc gì á, kiểu như cái bản nhạc của giai điệu chứ, cái giai điệu của sấm sét. Thunderbolt Tempo, giai điệu sấm sét. Rồi. Cái này chắc đi. Rồi.
mỗi lần nó đánh xong rồi nó nhảy lên nè. Yeah. Rồi ok. Tiếp theo. Ồ. Oh. Đừng hỏi sao chết. Ôi. Ôi, quên hết đám lính luôn. Ôi. Xong. Mấy cái tiệc chia, mấy cái đó là xong liền. Rồi nhanh nào. Luffy. Ở Luffy yếu vậy. Ghê à. Luffy hết máu kinh. Chạy lại đây. Có boss, có boss, boss trong đó. Quẹo. Gầm gầm. Đúng. Ồ, dàn hết trơn luôn kìa. Giết là có 130 mạng nè. Đâu rồi? Rồi, nhanh lên. Hành lý cuối cùng của tụi bay. Ô, đóng cửa rồi. Chết mà phải đi được khác. Rồi chạy như cái máy điện. Tao cũng rảnh nè. Đánh vô mục đích liền. Thôi boss. Boss. Ôi da. Đau nha. Đau nha. Đau nha. Đừng nói gì hết á. Ôi. Học boss luôn rồi. Boss đâu? Nè. Đừng có nói gì đó hết nha boss nha. Chết luôn rồi. Hả? Không trúng ông nậu này. Ui da. Đó đúng rồi. Nè te. Te đầu. Ui da. Đừng nói gì hết á. Nè. Đúng rồi, hình. Trời chết luôn kìa. Gà.
thì chưa giải quyết hết, biến hết nha. Ok, mission successful. Ngoan cố hả mày. Rồi VV, ôi gì vậy, what the fuck. Sắp mình sắp chiêu mộ được con VV này nữa. Không biết phải không ta, con này hình như quen quen. Có phim nó quen quen lắm mà không biết có phải chiêu mộ nó không. Mình nhớ là có một cái con đẹp đẹp, vú bự mà nó biến tay tùm lum đó. Đó, không biết phải con này không. Hình như không. Yeah. Luffy-san. Chopper kìa. Ô dễ thương. Ô cu te quá. Nó có đệt. Nó điên lên kìa. Ôi nó điên lên rồi, nó biến bự vậy đấy. Ô nè. Làm gì tao? Rồi Chopper. Rồi boss đâu quá trời vậy. Phải diệt hết boss thôi. Cái đợt rồi một thằng ơi có lốc xoáy kìa. Rồi không biết cái tập này Zoro ở đâu rồi. Có đợt mà phải chạy đi giết con kia nó mới mở cửa cho mình. Luffy hết máu à. Được thôi Luffy, anh cứu em đây. Rồi Arigato. Rồi mở cửa chưa? Dạ. Rồi cái lóc hất lên cái bài cả cây số. Dạ. Ôi cái đợt gì trời. Ôi lóc kê với bạn. Hỏi lóc mấy người nông dân dân hết rồi, mấy lính của mình. Thằng nào đây? Ô lóc không, quá trời. Thằng nào đâu? Boss lần này hả? Đây, ôi da. Ở đâu rồi? Fighting. Cái gì vậy? Đang đánh mà kêu ngừng đánh là sao? À đây.
Tao có bận tâm với mấy này, tao chỉ đi đến đánh con boss thôi. Boss đâu? What the fuck? Hả? Má nhìn cái mặt thấy ghét thôi chứ. Lập thì chết mẹ mình nè. Ây da. Dìa. Đây, đúng rồi, cái con nhỏ này nè. Poponeti gì nè. À, Nicorobin. Yeah. Cái con nhỏ này là cái con mà nó thế nào nó cũng sát nhập vô cái đội của mình ở trên tàu. Có cái miếng đá gì kìa. Nhỏ này mạnh lắm á, đừng giỡn. Nó biến tùm lum. Nó có thể biến mấy cái điều khiển mấy cái tai rồi nó biến ở trong hư không rồi. Cái đợt mẹ cứ trời biến nha, mày nói tao không bứt được mày hả? Rồi thôi nha, dừng bước liền. Ôi mạnh chưa, quấn xỉu luôn kìa. Đâu rồi? Ây da. Rồi, dính thì kêu. Má, nó mạnh vậy ta? Không được, lúc này quýnh nó không được. Meet on Sunday. Được. Hai cái. Thử rồi. Ây da. Cái địch mẹ nó... Ây da. Cứu em. Không quýnh được nó kìa. Cái đợt. À. Nó đâu rồi? Đóng cửa rồi, sao tao ra mày được? Cái địch mẹ cưng. Ba cái tiêu kêu vô một chỗ nè. Chạy đi con. Gầm. Tơi rồi kìa. Quýnh nó. Thôi. Cái đợt mẹ nó ghê quá vậy. Đâu rồi, rớt xuống. Chạy đi con. Mất dạy. Dám đánh hai người phụ nữ của tao. Luffy. Ủa giống như là mình đánh xong mình Luffy vô kết thúc vậy. Gì vậy? Cái đệt. Xì. Ồ, nâng cấp của cái đó hả?
né hết. Quấn siêu luôn hả? Anh rồi. Trời nó dần. Rồi quấn lủng lên luôn. Anh. Rồi xỉu luôn, Luffy xỉu luôn. Quá trời luôn, quá đất luôn. あっちしが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思う。海軍に奪われてたかもね。あ、でも cái thằng này cũng là bạn của nó mình luôn rồi. Đi câu ở chết mẹ, mình bị bắt rồi. Hai thuyền của mình bị hải quân bắt rồi. Nè, tiệt chiêu à. Ghê không? Ghê. Rồi. Hy sinh luôn à. Vì Umi ni sakarawazu. Soshite rekishi wa yanate. Đây Vivi là nhỏ này nè. Vô gái. Mọi người ơi. Cái đẹp gì vậy? Vivi. Ora kita. Vivi, kune o modosou wa. Vivi chan. Hả, mày gái à. Con ốc phát thanh đó. Ốc là ốc phát thanh. Zoro nè. Thì nãy giờ không thấy nó đánh nè. Chết. Ồ dễ thương quá. Có con đó dễ thương quá. Con Chopper. Tập sau mình sẽ chơi con Chopper đó cho mọi người biết. Con đó dễ thương lắm. To be continued. Mình cũng xin kết thúc cái tập này ở đây. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi. Và nếu mấy bạn thích thì mấy bạn nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh channel của mình. Cảm ơn mấy bạn.